mình giới thiệu các bạn, khi mà các bạn làm xe, nhất là mở cái bô ra để lấy bánh xe sau ra, thì để khi làm tới đây nè, thì các bạn cái này không phải là lỗi cho thợ nha các bạn, lỗi cho xe của mình thôi, do kỹ thuật nó sẽ dính cái răng nhôm á trong cong ốc này, thì rất là nhiều xe bị nha các bạn, bắn ra nó dẻo nhưng mà các bạn bắn vô là nó sẽ hư ren. Thì có một cách khi mà gặp những cái trường hợp này các bạn, các bạn mua bộ taro rồi các bạn chỉ cần viên lại chút xíu thôi, cũng như là làm lại cái răng nó chút xíu thôi. Bộ taro thường thôi các bạn, bộ taro xịn, nó đắt lắm nha các bạn. Thì các bạn làm một cái thao tác đơn giản thôi là tự động nó cũng có thể ngon lành lại nha các bạn, rất là ngon lại răng này, các bạn thấy nó dính nè đó. Thì các bạn bắn là tạo ren nó lại cái là ok, các bạn vô đây nè. Xong rồi, tạo ren vô. Thì các bạn có thể xịt bông biếc R7 hoặc mỡ bò để các bạn bắn vô cho nó an toàn các bạn. Còn các bạn để vậy mà vô tình các bạn bắn vô luôn á, nó sẽ hư luôn cái xe của người ta. Thì cái phần nhôm bên trong nó rất là yếu nha bạn, bắn tới đầu là nó bụi tới đó. Rồi, các bạn vô thôi. Nè. Quá tuyệt nha các bạn. Rồi nó ngọt ngào luôn á. Rồi mình chúc các bạn thành công mua một bộ như vậy. Bộ như vậy là dưới 1 triệu nha bạn. Như vậy nè, nó rẻ nhưng mà phải mua cái loại xài được cũng là dưới 1 triệu, còn loại như loại xịn á là khoảng gần 2-3 triệu gì các bạn. Thì mình rất là mê cái bộ xịn mà không có tiền mua các bạn, làm nghề sửa xe thật ra khổ lắm, không có tiền mua đồ nghề đó bạn, mua được là mừng dữ lắm á.